Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Xuân Phúc choáng váng, Phú Trọng mộng tan. Các nguồn thu ngân sách của nhà nước Việt Nam dự báo đã bị thâm hụt nghiêm trọng trong năm 2020. Đặc biệt qua đại dịch Vũ Hán thì chúng ta thấy điều này càng trở nên thực tế và tồi tệ hơn nữa. Giá dầu thô trên thế giới đã giảm sâu ở mức kỷ lục 4 năm, lao dốc liên tục từ hôm 9 tháng 3 năm 2020 cho đến nay còn dưới 40% so với giá trung bình suốt năm ngoái và dự kiến một kết quả thua lỗ cho ngành dầu khí Việt Nam là không thể tránh khỏi. Không những thế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN còn phải đối diện với những nguy cơ lớn hơn khi trữ lượng dầu khí khai thác từ những mỏ truyền thống chủ lực của Việt Nam hiện nay đang bị suy giảm sau 20 đến 30 năm khai thác. Nguồn thu ngân sách nhà nước đang bị đe dọa sụt giảm nghiêm trọng và dự kiến sẽ kiệt quệ trong năm nay khi dịch cúm dự kiến sẽ kéo dài trên 6 tháng nữa và hậu quả tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế cả năm. Đây là hình ảnh biểu đồ giao dịch trực tuyến giá dầu thế giới cho thấy giá giảm liên tục 10 tuần từ mức 65 đô la một thùng xuống chỉ còn hơn 20 đô la một thùng. Cụ thể, các mỏ dầu được Việt Nam PVN cho là truyền thống chủ lực bao gồm Bạch Hổ, Sư Tử, Rạng Đông và Lan Tây. Đây là những mỏ dầu được nói là đóng góp ngân sách và sản lượng quan trọng, cung cấp gần 600 triệu tấn dầu khí quy đổi trong thời gian vừa qua. Trước khó khăn gia tăng, trữ lượng dầu khí suy giảm, PVN cho biết sẽ đầu tư thêm các giải pháp công nghệ để tận thu và thu được càng nhiều càng tốt lượng dầu đang còn lại ở những mỏ này. Ngoài ra, PVN cũng đa dạng hóa nguồn đầu tư trong nước cũng như trực tiếp thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh khai thác tìm kiếm, thăm dò các vùng truyền thống và khu vực nước sâu, thậm chí ở xa bờ khi có cơ hội thuận lợi hơn. Tuy nhiên, PVN đang gặp khó khăn do cơ chế chính sách trong ngành dầu khí chưa thay đổi kịp thời. Cụ thể, có nhiều quy định trong các luật về hoạt động dầu khí chưa phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế và quốc tế, biến động của kinh tế và chính trị, dầu khí trên thế giới và trong khu vực. PVN cũng đang trong tình trạng thiếu vốn đầu tư trầm trọng. Nhiều dự án phát triển quan trọng đang chậm tiến độ. Nguyên nhân được nói là do quá trình thăm dò và chi phí thăm dò cần được đầu tư nhiều hơn trong những năm qua vẫn luôn ở mức thấp kỷ lục. Và điều đó, khi đầu tư càng ít thì lượng thăm dò và lượng dầu tìm mới càng ít. Và điều này ngày càng trầm trọng thêm về tình hình ngân sách của Việt Nam. Ngoài ra, những căng thẳng với Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, nơi có các lô dầu khí quan trọng của Việt Nam, cũng ảnh hưởng tới việc sản xuất dầu khí của Việt Nam. Theo nhận định của Petro Việt Nam đưa ra vào hồi năm ngoái, Petro Việt Nam đã cho biết căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến khả năng Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việc khai thác dầu khí ở ngoài khơi, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh cụm giàn khoan khai thác tại mỏ Đại Hùng. Báo cáo mới đây của Bộ Công Thương Việt Nam cho thấy sản lượng dầu mỏ khai thác tại Việt Nam đang suy kiệt, trong khi ngành than đang gặp nhiều khó khăn. Báo cáo tài chính và tình hình sản xuất công nghiệp của Bộ Công Thương cho thấy lượng khai thác dầu thô trong 10 tháng qua ước đạt hơn 11 triệu tấn, tức là giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 8,6 tỷ mét khối, tăng 1,9% cùng kỳ năm trước. Theo thông tin từ Bộ Công Thương được truyền thông trong nước trích đăng, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, khai thác dầu ở các mỏ chủ lực trong năm 2019 đang gặp giai đoạn suy kiệt. Sản lượng giảm mạnh, các mỏ mới phát hiện đều khá nhỏ, cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, chi phí cao và luôn đối diện với những đe dọa từ Trung Quốc. Theo một báo cáo của Petro Việt Nam vào hồi cuối năm ngoái, dầu mỏ đã cạn kiệt, thiếu vốn đầu tư và khai thác mới sẽ khiến sản lượng dầu thô của Việt Nam giảm 10% mỗi năm từ nay cho đến hết năm 2025. Thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy, sản lượng dầu thô của Việt Nam năm ngoái trung bình đạt khoảng 247.000 thùng một ngày, giảm gần 12% một năm. Và cũng năm 2019, Việt Nam đã phải nhập khẩu dầu thô từ Mỹ. Lô dầu thô đầu tiên của Petro Việt Nam nhập từ Mỹ là 950.000 thùng từ US Texas. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có khả năng sẽ phải nhập thêm dầu thô từ Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Đây là biểu đồ cơ cấu thu
thu ngân sách nhà nước của Việt Nam. Nguồn thu từ dầu thô của Việt Nam sẽ sụt giảm 800% so với năm 2000 cho đến năm 2008. Khi ấy, nguồn thu từ dầu thô chiếm tới 30% ngân sách. Từ năm 2009 cho đến 2015, dù tỷ trọng có giảm nhưng thu từ dầu thô vẫn đạt mức hai con số bình quân khoảng 12%. Năm 2018, nguồn thu từ dầu thô chỉ đạt 59,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,7% nguồn thu ngân sách nhà nước. Đến năm 2019 thì tỷ trọng thu từ dầu thô chỉ còn 3,8% cơ cấu ngân sách nhà nước. Nếu so với thời kỳ hoàng kim ở những năm 2000 cho đến 2008 thì tỷ trọng thu từ dầu thô đã giảm tới 800%. Xét về giá trị tuyệt đối, 5 năm trước, tổng thu từ dầu thô năm 2014 là 107 nghìn tỷ đồng, cao gấp 2 lần trong năm 2018. Ngoài ra, giá dầu thô giảm nghiêm trọng cũng là vấn đề đáng quan ngại. Giá dầu thô trước năm 2013 xoay quanh ở mức trên 90 đô la một thùng. Từ năm 2014 đến nay, bình quân trên dưới 60 đô la một thùng. Mới đây, giá dầu lại giảm chỉ còn 20 đô la một thùng. Do ảnh hưởng của dịch cúm và khả năng sẽ còn kéo dài tình trạng này, vì ngành hàng không và vận tải sẽ tiếp tục ngưng trệ do các lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều chuyên gia khẳng định với giá dầu thô như hiện nay thì cần phải xem xét lại việc ngừng khai thác thì tốt hơn để tránh lỗ so với chi phí khai thác vận hành hiện nay đang rất cao. Và tiếp tục một nghịch lý khác là dù khai thác than đá tăng nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu than để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của mình. Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 17 triệu tấn than đá, tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường cung cấp than lớn nhất cho Việt Nam là Úc, Indonesia, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Mỹ. Và đương nhiên, khi càng nhập khẩu nhiều lượng than đá này để vận hành những nhà máy nhiệt điện thì sự ô nhiễm môi trường tại Việt Nam càng lớn và dự kiến mỗi năm hàng chục nghìn người Việt Nam sẽ phải nhiễm những căn bệnh hiểm nghèo thông qua những nhà máy điện than này. Đây là hình ảnh khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Liên quan đến việc khai thác than, Bộ Công Thương cho biết sản lượng than sạch 10 tháng đầu năm ước đạt gần 38 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ngành than của Việt Nam lại đang phải đối mặt với những khó khăn như điều kiện khai thác của các mỏ ngày càng xuống, sâu và đi xa hơn, làm tăng cung độ vận chuyển, hệ số bóc đất đá với các mỏ lộ thiên tăng, gia tăng áp lực mỏ lớn, làm tăng chi phí khai thác. Than là nguyên liệu quan trọng trong ngành điện của Việt Nam. Năm 2020, dự báo tỷ trọng nhiệt điện chạy than của Việt Nam chiếm khoảng 41%, tổng cung lượng điện của Việt Nam cần khoảng 54 triệu tấn than cho các nhà máy điện mỗi năm. Để đảm bảo đủ than cho sản xuất, Bộ Công Thương đã chỉ đạo cho các doanh nghiệp sản xuất than lớn tiếp tục đẩy mạnh mỗi mở một công nghệ mới trong các khâu sản xuất than và áp dụng công nghệ cơ giới hóa đào lò khai thác than trong điều kiện kỹ thuật mỏ cho phép để nâng cao năng suất lao động. Riêng than cho phát điện, Bộ Công Thương chỉ đạo đầu tư nhà máy điện khẩn trương ký hợp đồng mua bán than năm 2020 và dài hạn với các đơn vị cung cấp than là cơ sở lập và phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện vào năm 2020. Và Việt Nam đang đứng trước một nguy cơ cạn kiệt các nguồn thu từ ngân sách cho năm 2020 khi dịch cúm Vũ Hán tấn công toàn thế giới và trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã bị chậm lại rất nhiều so với trước đây. Giữa năm 2019, quyết toán thu ngân sách các món thu đều giảm, chỉ có thu tiền sử dụng đất, tiền thuế nhập khẩu, tiền dầu thô là tăng. Đầu năm 2020 đến nay, tình hình thu ngân sách cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng từ mọi hướng. Thống kê của Hải quan cho biết, tình hình thu ngân sách nhập khẩu tháng 2 năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán từ Trung Quốc. Theo khảo sát, hiện trạng các hoạt động xuất nhập cảnh tại Việt và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến tình hình sẽ càng kém đi khi cả thế giới đều co cụm chống dịch. Thì như vậy là lượng đã mất đi 70%. Về nguồn thu từ tiền sử dụng đất cũng chắc chắn là sụt giảm rất lớn, trong khi đang có những dự báo rất xấu cho ngành kinh doanh bất động sản của Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Việt,
chuyên gia kinh tế từng làm việc tại Cục Thống kê Liên Hợp Quốc, vào đầu tháng 3 đã đưa ra nhận định cho rằng thị trường bất động sản tại Việt Nam sẽ bị dịch bệnh cúm Vũ Hán tác động một cách nghiêm trọng. Và ông nhấn mạnh thêm như sau. Đầu tư địa ốc từ nước ngoài vào Việt Nam có thể sẽ giảm. Do đó, khu vực bất động sản sẽ cực kỳ khó khăn. Như vậy, một số đại gia trong ngành này sẽ phá sản và lôi kéo theo tình trạng khủng hoảng tài chính của Việt Nam trong thời gian tới. Và báo giới cũng dẫn nguồn từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh ghi nhận số tổng số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể có tỷ lệ cao nhất, xấp xỉ 54%. Cơ quan này còn dự báo sẽ xảy ra xu thế một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản sẽ phá sản và biến mất khỏi thị trường trong thời gian ngắn tới đây. Đây là hình ảnh các dự án bất động sản tại khu vực Bãi Dài, Cam Ranh. Truyền thông trong nước vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 đăng tải thông tin có khoảng 300 sàn giao dịch bất động sản đóng cửa và khoảng 500 sàn giao dịch phải tạm dừng hoạt động một phần. Báo giới dẫn nguồn từ Hà Nội và từ Hội Môi giới Bất động sản tại Việt Nam cho biết số sàn đóng cửa là do chủ đầu tư không mở bán sản phẩm và một số sàn còn hoạt động vì vẫn còn hàng để bán và còn hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Về tiền sử dụng đất, vào tháng 10 năm 2019, Chính phủ mà người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sửa đổi nghị định cũ. Theo đó, những món nợ tiền sử dụng đất cũ để truy thu ráo riết hơn. Các hộ gia đình nợ tiền sử dụng đất phải trả nợ trước khi chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp và góp vốn. Mới đây, để đối phó với việc giảm thu ngân sách, Chính phủ đã tăng tiền điện. Và với đà thất thu như hiện nay, thì cái mỏ là những đồng tiền cuối cùng của người dân Việt Nam sẽ bị tận thu và tăng tiền thuế phí các loại. Các cơ quan thuế sẽ ráo riết truy đòi và vắt kiệt các doanh nghiệp. Đấy là chưa kể đến tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, không những thất thu về nông sản, thủy sản mà còn phải chi phí rất nhiều cho từ ngân sách để ứng phó với đại hạn này. Và với việc giá dầu thô giảm xuống chỉ còn khoảng 20 đô la một thùng, thì việc tiếp tục khai thác dầu khí sẽ thêm lỗ. Cộng thêm đại dịch cúm Vũ Hán đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tê liệt, thất nghiệp tràn lan trên cả nước trong thời gian tới, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khó còn có thể thực hiện được định hướng xã hội chủ nghĩa như ước mơ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi cuối đời. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.